Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về buổi lễ truy điệu 74 tử sĩ của trận hải chiến Hoàng Sa 19 tháng Giêng năm 1974 được tổ chức bởi gia đình Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng hòa tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng New South Wales do Nam Hương và Hoài Phương SBTN Sydney gửi về từ Úc Châu. Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, để tưởng nhớ 74 chiến sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa, gia đình Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng hòa New South Wales đã tổ chức lễ truy điệu tử sĩ Hoàng Sa tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales vào ngày 19 tháng 1 năm 2014. Tham dự buổi lễ, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của cựu ban chấp hành và tân ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, nghị viên thành phố Bengtown và Fairfield, các đài truyền hình truyền thanh, đại diện các đoàn thể trong cộng đồng cùng quý đồng hương tham dự thật đông đảo. Buổi lễ được bắt đầu bằng nghi thức rước quốc quân kỳ và chào cờ thật trang nghiêm. Chương trình được tiếp nối với bài hợp ca Ngụy Văn Thà của nhạc sĩ Nguyễn Canh Tân đã làm bùi ngùi xúc động cho tất cả mọi người tham dự buổi lễ. Đặc biệt năm nay kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa, có các em hậu duệ cùng tham dự buổi lễ. Các em phụ trách nghi thức thắp nến và dâng hương lên bàn thờ các chiến sĩ để tỏ lòng kính nhớ, tiếc thương và vinh danh các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Một em đã phát biểu như sau, xin mời quý vị theo dõi. Thì con là đúng là con là người giáo viên, con là dạy em là lịch sử với anh văn á, thì cũng có always giống là very interested cho nó tới chiến tranh Việt Nam á, cái đảo Hoàng Sa với Trường Sa á, thì cũng có nghe sơ qua thôi. Con không biết nhiều gì mấy, nhưng mà từ từ á, giống là cha hoặc ông nội con có báo nói con là, thì con tới đây con thấy là con cái understanding của con á, nó rất là rõ hơn, thấy là thấy mấy người trên cái bàn thờ á, thì mấy người đã hy sinh cho nước, bảo vệ cái nước Việt Nam của mình. Đánh dấu nghĩa là một ngày lịch sử, kỷ niệm lịch sử những anh hùng đã có công giữ nước. Đối với người dân Việt Nam hiện nay, họ có cảm tưởng là bọn Cộng sản Việt Nam là những quan thái thú do bọn Trung Cộng để đặt để cai trị nước Việt Nam. Phụ giúp bà quả phụ hàm trưởng Nguyễn Văn Hà, chúng tôi đã thu được 2.872 đồng. Chúng tôi Nam Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.